Theo Reuters, dẫn lời ông Pavel Putvik, một chuyên gia về lực lượng hạt nhân của Nga sống tại Geneva, thì vụ thử tên lửa hạt nhân Samat của Moscow vừa mới đây đã tiếp tục thất bại. Trong khi đó, nhà phân tích Georg Barus của Osin có bằng chứng cụ thể hơn khi công bố các bức ảnh vệ tinh từ công ty công nghệ vũ trụ Maxa được cho là hiện trường của vụ phóng. Theo chuyên gia này, một hố lớn rộng khoảng 60 mét cùng với thiệt hại trên và xung quanh silo cho thấy tên lửa đã phát nổ ngay sau khi đánh lửa hoặc phóng. Ông Barros tiết lộ thêm rằng có ít nhất 4 xe cứu hỏa xuất hiện gần hầm chứa tên lửa. Liên quan đến sự việc, ông Timothy Wright, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, đã đưa ra dự đoán về nguyên nhân khiến vụ phóng vừa qua thất bại. Cụ thể, ông Wright cho rằng việc các khu vực xung quanh hầm chứa tên lửa bị phá hủy cho thấy sự cố xảy ra ngay sau khi bộ phận đánh lửa hoạt động. Ông nhấn mạnh Nguyên nhân có thể là do tầng đầu tiên tên lửa đẩy không kích hoạt đúng cách hoặc gặp sự cố cơ học nghiêm trọng khiến tên lửa rơi trở lại hoặc rơi gần silo và phát nổ. Theo truyền thông phương Tây thì SAMAT mới chỉ được thử nghiệm phóng thành công 1 trên 5 lần. Đài CNBC cho hay chuyến bay thử nghiệm dài nhất của SAMAT chỉ kéo dài hơn 2 phút, tên lửa bay hơn 35 km trước khi mất kiểm soát và rơi. Tháng 10 năm 2023 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố nước này hoàn thành công việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân Samat. Bộ trưởng Quốc phòng khi đó ông Sergei Shoigu cũng tuyên bố tên lửa này sẽ hình thành nền tảng cho lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Samat là hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của Nga do Trung tâm Tên lửa Quốc gia kép thiết kế và nhà máy chế tạo Krasnoyarsk sản xuất nhằm thay thế tên lửa đạn đạo R-36M2 Vojevoda vốn hoạt động trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga từ năm 1988. Quá trình phát triển RS-28 Samat bắt đầu từ năm 2009 và được ra mắt vào tháng 8 năm 2019 tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự. Đến tháng 2 năm 2021, Nga tiến hành sản xuất tên lửa đạn đạo này. Theo dữ liệu từ Reuters, tên lửa Samat có tầm bắn hơn 18.000 km, tương đương khoảng 11.000 dặm và trọng lượng phóng lên đến 208 tấn nó có thể mang tới 16 đầu đạn hạt nhân. Samat là tên lửa đạn đạo 3 giai đoạn sử dụng nhiên liệu lỏng, được trang bị đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập, với khối động cơ RD-274 ở giai đoạn đầu và sức mạnh rất khó lường từ các loại đầu đạn nó có thể mang. Samat có thể lao tới mục tiêu ở vận tốc Mach 20,7, tương đương khoảng 25.500 km một giờ. Với quỹ đạo bay phức tạp, gần như không thể đánh chặn. Theo tờ The Economist của Anh, Shepi, mặc dù từ chối áp đặt lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, nhưng đã chuyển hàng nghìn quả đạn pháo qua Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và một loạt công ty bình phong để đến tay Kiev. Theo trang tin News.ru của Nga, các báo cáo về sự xuất hiện của vũ khí Shepi trong khu vực xung đột ở Ukraine được ghi nhận lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2023. Những bức ảnh chụp tài liệu dò dỉ được công bố qua mạng xã hội X cho thấy Shepi nhận được tên lửa do công ty Krusik của Sharpe phân phối để dùng cho hệ thống phóng loạt. Động thái của Sharpe đang khiến nhiều phía lo ngại. Ông Milorad Dodik, lãnh đạo Cộng hòa Srpska, phần lãnh thổ Bosnia do người Sharpe thống trị, đã công khai chỉ trích Sharpe bán vũ khí cho Ukraine, trong khi một số người Sharpe hiện nay lại đang tham gia chiến đấu cho Nga. Theo Economist, đối với một số chính quyền khu vực, đây là cơ hội để họ giành được uy tín chính trị với Mỹ và Liên minh châu Âu. Tổng thống Sharpe Ông Alexandra Vucic nói rằng việc bán vũ khí cho Ukraine là một phần hành động nhằm cân bằng giữa phương Tây và Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định đây cũng là hoạt động kinh doanh tốt. Theo ông Vucic, việc bán đạn dược là một phần trong chính sách hồi sinh nền kinh tế của quốc gia này và đóng vai trò quan trọng với Serbia. Ông Nikola Mikovic, một chuyên gia phân tích chính trị ở Belgrade nhận xét. Belgrade không phải là một đồng minh của Moscow. Quốc gia này đã bày tỏ lập trường chống lại Nga và ủng hộ Kiev trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chính phủ Shakby công khai ủng hộ Ukraine về mặt chính trị và ngoại giao. Họ thậm chí gián tiếp trang bị vũ trang cho Kiev. Theo Reuters, vụ do dỉ thông tin của Lầu Năm Góc hồi năm 2023 cũng đã từng tiết lộ việc Shakby bị cáo buộc cam kết cung cấp hoặc đã chuyển giao vũ khí cho Kiev. Chính phủ Shakby sau đó đã công khai phủ nhận. Vào tháng 6 năm nay, ông Vucic cho biết Shakby không xuất khẩu trực tiếp sang Ukraine, nhưng nước này vẫn có hợp đồng với Mỹ Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc. Ông còn nói, các nước này làm gì với vũ khí nhập khẩu từ Shakbi thì đó là việc của họ. Shakbi vốn là đồng minh truyền thống của Nga tại Ban Căng. Phó Thủ tướng Shakbi, Alexandra Vulin cũng đã từng khẳng định Shakbi là đồng minh của Nga. Do vậy, phát biểu trên của Tổng thống Shakbi đã khiến Moscow phản ứng. Cho tới nay, các hoạt động cung cấp vũ khí gián tiếp của Shakbi tại Ukraine dường như vẫn tiếp tục. Theo trang tin 163 của Trung Quốc, quan hệ giữa Serbia và Nga đang làm dấy lên nhiều câu hỏi. Belgrad ngày càng cho thấy quyết tâm hội nhập với EU. Không chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Serbia Vucic còn từ chối lời mời tham dự hội nghị các nước BRICS của Tổng thống Putin không những một mà tới hai lần. Với việc thúc đẩy dự án khai thác lithium với EU và công khai thừa nhận việc gián tiếp hỗ trợ Ukraine, Serbia đã tiến gần hơn đến mục tiêu gia nhập EU. Song bước đi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quan hệ Serbia-Nga. Một khi trở thành thành viên của EU, Shakby sẽ phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ, trong đó có vấn đề hỗ trợ Ukraine. Bên cạnh đó, với việc Shakby gia nhập EU, thì khối này và NATO có thể tiếp tục đẩy lùi ảnh hưởng của Nga ra khỏi bán đảo Ban Căng. Đối với Nga, đây chắc chắn không phải là tin tốt. Trong khi đó, theo 163, Trung Quốc có thể hưởng lợi bất ngờ nhờ việc Shakby gia nhập EU, bởi nước này có thể trở thành cầu nối cho sự hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết, tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến với hòa bình, chúng ta đang gần hơn với sự kết thúc của xung đột. Trong cuộc phỏng vấn, ông Volodymyr Zelensky thúc giục Washington và các đối tác khác tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Theo ông Zelensky, chỉ khi ở vị thế mạnh mẽ, Ukraine mới có thể thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột. Tổng thống Zelensky nói rằng Tổng thống Putin lo sợ chiến dịch Kursk Ông ấy rất sợ. Tại sao? Bởi vì người dân của ông ấy thấy rằng ông ấy không thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của mình. Ông Zelensky đã hối thúc Tổng thống Biden cho phép Ukraine tiến hành những cuộc tập kích tầm xa bên trong lãnh thổ nước Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, từ đó tạo ra bước ngoặt trong lịch sử trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Theo ông Zelensky, bản kế hoạch của ông có một danh sách các bước đi cụ thể và cần thiết mà Ukraine cần các đối tác của mình hoàn thành vào cuối tháng 12 tới ông cho biết các nét lớn trong bản kế hoạch này bao gồm củng cố năng lực vũ khí của ukraine vị thế của ukraine trong cấu trúc an ninh toàn cầu và hợp tác kinh tế tổng thống zelensky khẳng định kế hoạch này là cầu nối tới bất cứ giai đoạn nào của nỗ lực chấm dứt chiến tranh đây là cầu nối củng cố ukraine về chính trị về vũ khí và về tương lai của ukraine sau chiến tranh trong khi đó tổng thống putin nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể bắt đầu nếu Kiev từ bỏ các vùng phía đông và phía nam Ukraine cho Nga và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Ông Zelensky nhiều lần kêu gọi rút toàn bộ quân đội Nga và khôi phục biên giới hậu Xô Viết của Ukraine. Tuy nhiên, theo Kiev Post, ngày 22 tháng 9, ông Umerov cho biết các đồng minh phương Tây của Ukraine đã cam kết chuyển giao máy bay chiến đấu đa năng Mirage của Pháp và Gripen của Thụy Điển cho nước này để tăng cường khả năng phòng không. Tuyên bố này được đưa ra khi ông Umerov trả lời phỏng vấn trên truyền hình và được hỏi về tình hình máy bay F-16 do Mỹ sản xuất được chuyển giao cho Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nói rằng một số chiếc F-16 đang hoạt động tại nước này. Ngoài ra, vẫn còn một số chiếc F-16 đã được cam kết cũng như hai loại máy bay của Pháp và Thụy Điển nói trên. Cuộc thảo luận này cũng bao gồm các cuộc tham vấn liên quan đến Eurofighter Typhoon, một trong những máy bay phản lực tiên tiến nhất được các quốc gia châu Âu sử dụng. Tuy vậy, có khả năng các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu dựa trên cách dùng từ của ông Umerov. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã cập nhật cho các đồng minh về nhu cầu và khả năng trên không của mình. Mới đây, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thừa nhận, nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối ủng hộ kế hoạch chiến thắng do nước này soạn thảo, Ukraine sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến kéo dài với nhiều thương vong tuy nhiên ông zelensky cho biết ukraine vẫn có kế hoạch b nếu kế hoạch chiến thắng không được ông biden ủng hộ ukraine sprada dẫn lời ông zelensky nói nếu ông biden không muốn ủng hộ chúng tôi không thể buộc ông ấy tổng thống ukraine nói thêm nếu ông ấy từ chối thì chúng tôi phải tiếp tục kế hoạch b một cuộc chiến mà ukraine theo đuổi cho đến nay và điều đó thật đáng tiếc theo ông zelensky ukraine sẽ có một cuộc chiến rất dài một tình huống bất khả thi sẽ mệt mỏi và khiến nhiều người thiệt mạng. Nếu Tổng thống Mỹ từ chối ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine, ông cho biết, nói như vậy không có nghĩa là tôi đang đổ lỗi cho ông Biden về bất cứ điều gì. Ông ấy đã có những bước đi mạnh mẽ, mang tính lịch sử khi chọn ủng hộ chúng tôi ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Ông ấy đã thúc đẩy các đối tác khác của chúng tôi làm điều tương tự. Chúng tôi ghi nhận đóng góp to lớn của ông Biden về điều đó. Theo ông Zelensky, mục tiêu của kế hoạch chiến thắng là nhanh chóng củng cố sức mạnh của Ukraine và buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Ukraine cho rằng, sau khi sức mạnh của Ukraine được củng cố bằng kế hoạch chiến thắng, Nga có thể chịu thiệt hại đáng kể nếu từ chối đàm phán chấm dứt xung đột. Theo báo Mỹ, kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky dựa trên việc Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO và nhận được sự hỗ trợ quân sự lớn hơn nhiều mà không có những hạn chế như hiện nay. Điều này cũng bao gồm việc cho phép sử dụng tên lửa của phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga các tên lửa này cũng phải được cung cấp với số lượng lớn. Ở một diễn biến khác, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga kiêm chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat của Nga, Thiếu tướng Ati Alodinov nói với Sputnik rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn một nửa số thiết bị quân sự được sử dụng trong cuộc tấn công vào vùng Kursk. Các cuộc tấn công mới nhất của lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ lực lượng Nga. Điều này đang dần làm cạn kiệt nguồn lực của họ. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga thiệt hại của Ukraine lên tới khoảng 16.400 quân nhân, 127 xe tăng, 60 xe chiến đấu bộ binh, 95 xe bọc thép chở quân, 797 xe chiến đấu bọc thép, 497 xe cơ giới, 132 khẩu pháo, 29 bệ phóng tên lửa đa nòng, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 5 xe vận chuyển và nạp đạn, 32 trạm tác chiến điện tử, 8 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 17 thiết bị công binh, bao gồm 10 xe phá hủy công binh, một đơn vị giả pháo bom mìn UR-77 và một xe sửa chữa thiết giáp. Mới đây, quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực hoàn toàn trên xa lộ Suza, Korenevo, quan trọng ở khu vực Kursk. Đoạn đường này là mắt xích quan trọng trong chuỗi hậu cần của quân đội Ukraine, được tích cực sử dụng để vận chuyển thiết bị và đạn dược đến các vị trí tiền phương. Hiện tại, việc Nga giành quyền kiểm soát xa lộ này sẽ làm phức tạp đáng kể việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng Ukraine chiến đấu trong khu vực Kursk có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình của các hoạt động quân sự